xin chào bạn, chào mừng bạn đến với channel của mình. Tôi là Slenderman. Hôm nay tôi sẽ phải thấy ảnh của tôi là video. Gì vậy, gì vậy? Làm gì ông nội? Làm gì hết đâu? Bọn mình làm gì đây ạ? Vui game chưa hết. Anh này nãy giờ trong toilet. Đâu ra? Vô đó ngồi tí cho vui thôi. Còn bây giờ á, đi ra đi. Đi ra ra ra. Nghĩ sao thấy thế? Slenderman là Slenderman này nè. Còn đây à, đây để chỉnh lại, Slenderman là đây đây. Còn thằng kia nó chỉ là thằng nhóc chỉ trâu thôi. Ủa mà mày nói mày quay game gì? Mày gì mày đáp? Biết chơi mày đáp không? Không. Biết không? Không biết lần đầu chơi. Lần đầu hả? Lần đầu mà đâu quay nữa. Rồi, ok. Ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với thằng này chơi Minecraft. Tự nhiên ở đâu ra mình đi vô toilet mình ngồi có một tí à, đâu ra xuất hiện ngồi ở đây quay video luôn các bạn. Thôi bây giờ mình sẽ cho nó chơi thử coi nó có biết chơi không nha các bạn. À đâu rồi? Ờ vô game mày nè. Rồi, phải cái game này bữa đầu chơi đúng không? Dạ dạ. Đúng rồi, cái game này là mini cờ ga. Mini cờ ra. Các bạn thấy coi, người ta là tên tiếng Anh của người ta là Minecraft mà nó đọc là mini cờ ra. Các bạn thấy đọc cà lâm thấy quế rồi đó. Nhưng mà nó vẫn muốn đòi lên video, muốn quay giống Minecraft với mình. Ho nó không nổi. Ho miệng lại. Ok, từ bây giờ là các bạn gọi game này là Mine Cra giùm mình nha. Rồi ok, bây giờ vô game nè. Để mình tạo cho nó một cái thế giới cho nó chơi coi. Ý, có thế giới của mình nè. Biết thế giới này là gì không? Màu hồng nam tính à. Và anh Thiện là thích màu hồng lắm. Còn mà thích màu gì? Màu đỏ. Màu đỏ hả? Vậy là mày BD rồi. Tại vì thế giới của Thiện là chỉ có màu hồng với màu đỏ. Mà màu hồng nam tính thì chỉ có màu đỏ là BD thôi. Vậy là mày BD rồi con ơi. Rồi vậy bây giờ mình sẽ cho nó test thử cái thế giới màu hồng nam tính của mình. Chắc chắn là nó sẽ rất là thích đi các bạn. Ok, vô thế giới thôi. Rồi ok các bạn ơi, bây giờ là mình sẽ không có chơi gì hết. Mình sẽ cho cái thằng này nó chơi. Tại vì nó cứ đòi chơi hoài à. Mà nó không biết chơi. Nó không biết chơi cái này. Mà cứ đòi chơi. Bây giờ cho mày chơi đó, mày muốn làm gì làm đi. Đó, muốn làm gì làm. Rồi đi đâu cũng đi, đi đâu đi đi. Đó, có chơi gì chơi. Ủa con này không gì hết. Đâu? Con này đây. Con này hả? À trời, con này mà nó cũng không biết các bạn. Con này là con cu. Ủa phải con cù. Con cu lộn rồi. Con cù. Nó là con cù đó. Con cù bình thường mà mình gặp đó. Bữa mình gặp rồi đó. Đó nó chào kìa. Chào nó đi. Ừ sao mà đánh nó. Ừ thằng này hành hạ động vật các bạn ơi. Không được rồi. Rồi thôi đi đi. Nó làm gì làm đi. Ờ à, đúng rồi. Đi thẳng lại kia kìa. Đó con ngôi làng của anh Len ở đó đó. Đi lại thẳng đi. Thấy không các bạn không. Nó chơi mà nó còn phải nhìn nút là các bạn hiểu rồi đó. Nó không biết chơi. Ok. Đi đi. Cứ đi đi. Không biết bấm nút ta. Hay vậy ta. Con này hay á, đi không biết đi mà biết bấm nút để đổi vũ khí. Hay á. Biết cái này là gì không? Cái này là ruộng. À, em biết rồi. Cái này là ruộng. Không phải ruộng. Chứ gì? Cái này là ruộng của thằng nước trồng nè. Trời không chịu là ruộng. Mày biết nước nó trồng ruộng bằng gì không? Biết. Bằng gì? Bằng cứ. Ui. Đúng rồi đó, hai thằng này hay. Đúng rồi á, nó trồng chỉ có thể trồng bằng phân thôi các bạn ơi, chứ không có trồng bằng cái nào hết. Rồi đi coi xung quanh coi thấy ngôi làng của anh nào thấy đẹp không? Đẹp. Bữa mày coi, ơi thằng con hàng nè. Ơi đừng quýnh nó, đừng quýnh nó bảo vệ ngôi làng đó. Đừng quýnh nó. Ơi ngu, chạy. Ui nó ngu các bạn, mình đã kêu đừng có quýnh rồi. Cái anh Iron Golem, anh đó là anh Iron Golem là người sắt á, mày có coi Iron Man chưa? Chưa. Iron Man chưa coi nữa hả? Dạ. Đó là người sắt á, là cái thằng đó là nó dữ lắm á, quýnh nó là nó quýnh lại á. Đó, thấy không? Nãy quýnh nó có hai cái, nó quýnh lại hai, quýnh còn cái là sắp chết rồi đó. Dạ. Đây đây ngôi nhà này là bữa anh Len mới sống trong này nè. Bữa có coi không? Coi tập này đúng không? Dạ. Nhưng mà dọn nhà rồi. Rồi, dạ. Cái tập dọn nhà chưa coi đúng không? Dạ chưa. Chưa coi. Gì mà fan chân chính hay gì không hiểu nữa. Kệ chứ, quay lại cái nhà coi. Nhà của người ta chứ thằng nào ỉa. Các bạn nghĩ sao nó kêu như nhà mình ỉa. Cái đó là nhà, quay lại nhà. Trời tối rồi kìa. Đó, thấy không? Đó là nhà. Còn ở dưới đây là cái nhà nè, chứ không phải là cục phân đâu. Nghĩ sao thúi bạn, thửi coi thúi không. Bởi mình nói với các bạn rồi, lần trước mình nói là mình xây cái nhà này xong không ai dám mở. Bởi vì giờ nghe mình vô nó thấy cái nhà nó bỏ chạy luôn các bạn. Sợ liền. Rồi đi vô cái nhà coi thăm coi có còn bé nào trong đó không. Rồi. Kìa, coi coi. Đó, không có đánh nha. Rồi hiếm lắm á, mày đánh nó đi. Rồi trời tối rồi, bây giờ sao? Đi ngủ hả? Ủa sao biết đi ngủ hay vậy? Dạ, đâu biết đâu. Bấm đại. Trời ơi, hên á, hên cho nó là nó bấm đi ngủ á chứ không là... Tí nữa mình, tí nữa biết. Ơi,
mà ở trong đây có người đó, trong 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 cái chỗ này có người nữa đó. Mà giờ đang đói kìa, lấy đồ ăn đi. Có gì ăn không? Đây nè, bấm nút này nè, bấm nút này nè. Đó, bấm nút này đó. Nhớ đúng đó, đồ ăn. À đồ ăn đấy, đúng rồi đó, đúng rồi, lấy cái đó. Đặt vô. Rồi, bấm vô cái nữa, bấm vô cái nữa. Rồi, không không, bấm bấm vô, đẩy vô đây nè. Ông biết chơi khổ các bạn ơi, chỉ nó khổ ghê á. Rồi, rồi bấm cái nút này bấm tắt đi. Rồi, rồi chuyển qua bên này. Rồi, ăn đi. Ăn đi. À, đã thiệt chứ. Đơn giản thôi. Rồi bây giờ muốn đi đâu đi đi. Trời nóng quá. Mọi người nóng quá. Gì nóng? Sao? Đúng rồi, sao mặt nó nóng quá. Ủa cái gì vậy? Trời, nó chơi trong game, trong sa mạc, trong game mà nó cũng nóng ở ngoài đời nữa chứ. Em nói thiệt á. Thiệt không? Thiệt. Đâu rồi? Mồ hôi ok không em nội. Thôi, vậy bây giờ đó, kìa kìa. Đó không, thấy cái nhà đằng kia không? Đó, vô đó cho nó mát ra sao mạc chứ. Mày biết không đó. Ủa nhưng mà cái đó là nhà của anh đó. Không, nhưng mà chúng có không nóng không ngoài đây nữa mà. Nó kêu nhà đó là cục phân, nó không dám vô ở. Rồi thôi được rồi, đi lại kia đi, anh chỉ cho mày. Trời ơi cái chỗ này nè, mày tắm một cái là chắc chắn là hả, mát ơi là mát, không thấy nóng luôn á, không biết nóng là gì luôn á. Rồi, đây đây đi đi đi, cứ đi đi, đi thẳng đây nè. Đó. Đó. Đó, đi đi đi. Kìa kìa kìa, đó thấy màu cam bên kia không? Thấy không? Đó đó đó, từ từ. Đó, bây giờ á, đi lại đó coi. Thấy không? Thấy cái thác nước không? Bây giờ anh hiện thiết kế đó, anh Len là anh Len thiết kế cho mày coi. Là cái đó bây giờ nhảy vô mày tắm đi, mát lắm, nhảy vô đi. Nhảy vô. Mát quá, mát quá, mát quá. Lùi đó hả? Các bạn ơi, mình cho nó một tí, mình kêu nó tắm lava có một tí mà nó đấm mình. Thôi đau quá các bạn ơi. Thằng Nguyễn này nó dữ thiệt chứ. Ghê quá. Chỉ nó chơi mà nó rồi đánh mình luôn. Giờ ghê quá. À, nãy giờ chỗ đó tắm mà không chịu. Giờ anh có chỉ em đàng hoàng hay không? Không là em đánh anh không chịu biết nào nữa luôn á. Dạ dạ em chỉ anh liền nha đại ca. Trời ơi, nó năn nỉ mình cho nó chơi mà giờ đòi đánh mình luôn các bạn. Này hổ báo quá. Rồi đó, hồi nãy đằng kia là nhảy vô nó chết, nhưng mà đằng này là không chết đâu. Này đó, thấy cái nước xanh xanh không? Đó, đi lại đẳng đi. Lại đẳng là có à. Đằng này à, đúng không? Ừ, đúng rồi. Mà khoan từ từ. Bây giờ á, nhảy xuống đây á cũng phải có kỹ thuật nó mới không chết được. Là phải nín thở, phải không? Là phải giống vậy nè. Mày phải nín thở rồi vô thì mày nhảy xuống nó mới nín thở, nó không chết. Chứ mà giờ nhảy xuống là mày chết liền. Rồi, đó, bây giờ tắm đi, làm sao làm chết ngán chịu nha, đừng nói thừa nha. Đúng rồi, cố lên. Nín thở đi. Nín thở đi. Nín thở đi, đúng rồi. Nín thở đi con, nín thở đi. Lại lừa em đúng rồi hả? Ủa đâu có đâu, mày nín thở mà. Em nín thở rồi đó. Ủa mày nín thở sao trong game chết là sao ta? À, chắc là nó bị mình cho anh đó các bạn. Thôi mày chơi gì mày chơi đi. Chơi mày có quýnh người ta không à. Chơi đi. Gần đây mình bấm điện thoại cho chắc ăn mày ơi. Chỉ nó cái mình... nó đòi quýnh mình nữa. Bây giờ mình sẽ chơi Minecraft cho các bạn coi nè. Girl, làm như là YouTuber vậy. Chơi Minecraft cho mày coi. Ớn thiệt. Làm gì làm đi. Thì ngồi bấm điện thoại tí giờ buồn. Chán quá. Gì? Ê, đi ra. Ui, chết hình quá. Ui cái thằng này. Ê. What the hell? Nó gặp Creeper mà nó kêu là bạn. Thằng này ngu người thiệt chứ. Ok, cũng hên á. Hên là không sao á nha. Ui, xém tí là mắc đồ hết rồi. Hên là có chế độ keep inventory đó. Ui, lần sau là gặp cái con đó là phải tránh ra. Nó nguy hiểm lắm á. Làm gì làm đi. Ui, hên á. Không mà kiểu sao cũng chết queo rồi còn đâu hên nữa. Đúng là thanh niên ngu người. Không biết chơi cái gì phải hỏi liền chứ đừng gặp. Không phải gặp bạn. Kìa kìa. Vô nhà. Thôi ok. Đã đóng cài. Thôi ngủ đi. Trời tối ra đường. Ui rồi mày xong rồi con ơi. Không ngủ được rồi. Biết sao không. Zombie nó đứng kế nhà kìa. Giờ mở cửa coi. Mở cửa ra thăm. Anh sai rồi. Tại vì có cù nè. Không phải đâu. Đừng đánh nha. Mày không được đánh nha. Mày đánh con cù đó, tôi đánh mày à. Đó đâu? Đó. Bước ra. Rồi. Ủa? Nó kêu lên, nó báo là có quái vật mà. Này mày con hết này nó cục tay đó con. Chạy đi. Đánh nó luôn. Ôi sao mày quăng cái sẻng rồi. Lượm cái sẻng lại quýnh nó. Lượm cái sẻng lại. Cái sẻng đâu? Cái sẻng.
Trời ơi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Rồi, nhảy vô đó luôn, nhảy vô đó tắm chết luôn. Ủa, không phải, nhảy vô đó tắm cho sống. Ui, không nhảy hả? Thôi, khô rồi, khô rồi, nó hết bị cho rồi. Kìa, 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 bạn mày kìa, bạn bên kia kìa. Bạn bên kia kìa. Bên đây nè, bạn bên đây nè. Đó, bạn này kìa. Ơi, chạy đi, bạn ơi. Ui. Ui, nó ngu thì ngu các bạn ơi. Bị một lần rồi. Mày, mày, mày. Ê, ê, sao, sao mày. Sao nó còn đi quýnh lộn không rồi ta? Thằng này, sao chứ? Sao mày cứ đi quýnh lộn mày vậy hả? Mày biết nó là người bảo vệ của mình không? Mà mày đánh nó, mà bây giờ đánh nó thấy đánh ngược lại không? Thấy chưa? Không có đánh nữa nha. Không có đánh nữa. Nghĩ sao không có đi đánh nó hoài, biết chưa? Không có đánh nữa. Ờ, gạt gạt đi. Cái gì nữa vậy? Mày đi. Mày phá game hả? Mày phá game đúng không? Được rồi các bạn ơi. Thằng này nó chơi không được là nó điên lên rồi các bạn ơi. Thôi ngưng là liền. Ok, và cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Đây là cái video đầu tiên mà thằng em mình nó chơi Minecraft. Nó không biết chơi các bạn, vô gặp ai nó cũng đánh. Và nhờ cái game này và nó đã học được rất là nhiều điều, chẳng hạn như là trẻ trâu hơn nè, hổ báo hơn nè. Nghĩ sao Iron Golem mà nó còn đánh nữa là các bạn hiểu rồi đó, nhìn mặt nó kìa. Rồi, và các bạn đã xem. Nếu thấy hay, đừng quên để lại cho video này 50.000 like, 50.000 like, 50.000 like coi. 50.000 like nha các bạn. Và đừng quên là xem quảng cáo hoặc là bấm vô quảng cáo nếu là fan chính của mình nha. Rồi, và hẹn gặp lại các bạn lần sau. Bye bye. Bye bye đi.